tiếp tục đây một cái. Dính luôn nha các bạn. Dính luôn, dính luôn. Dính luôn các bạn thấy không? Quá đã nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đang đến channel của Đoàn nha. Thì hôm nay Đoàn sẽ dẫn các bạn đi thăm bẫy chuột. Rồi, thì hôm nay cầu mong đi thăm sẽ có chuột để mình làm một cái món đồng quê cho các bạn cùng thưởng thức với Đoàn nha. Thì hôm nay là một buổi sáng các bạn ở một cái đồng trên cái con đường quê nè các bạn. Buổi sáng cái mặt trời đang mọc lên đó các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ các bạn cùng đi với Đoàn ha để mình thăm những cái bẫy chuột nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái con bụi sậy này nha các bạn. Để thăm những cái con chuột đầu tiên. Hôm qua mình có đặt ở trong đây các bạn ơi. Rồi cái này không dính nha các bạn. Không dính các bạn ơi. Rồi để thăm mấy cái khác thôi. Rồi tiếp tục ở trong đây mình có đặt một cái nha các bạn. Dính rồi các bạn ơi, mình thấy dính còn trống rồi. Để mình lấy lên cho bạn coi nha. Nó tha cỏ vào trong bích lọt luôn rồi. Đó, bạn thấy không? Rồi mình tiếp tục thôi nha. Rồi thì mình có đặt trong đây một cái nha các bạn. Để mình thầm để có dính không. Rồi rồi rồi. Dính các bạn ơi. Dính rồi, dính. Dính rồi các bạn ha. Một con nha các bạn. Rồi để tiếp tục thì mình thầm thì dính có mình gọi cho các bạn coi nha. Tiếp tục ở dưới đây một cái nữa nha các bạn. Rồi coi dính không nha. Rồi dính luôn các bạn ơi. Dính chuột luôn. Anh thấy em nói chưa. Rồi tiếp tục lấy một cái. Dính luôn nha các bạn. Dính luôn, dính luôn. Rồi mình tiếp tục đi thôi nha. Rồi thì nhìn xa xa thì mình đã thấy dính rồi các bạn ơi. Đã chưa, đã chưa. Dính rồi các bạn ơi. Đã chưa. Đó, tiếp tục dính nữa nha. Rồi thì kém bên đây cũng có một cái luôn các bạn để mình qua thăm luôn. Rồi thì tiếp tục ở trong đây một cái nữa nha các bạn. Để mình kiểm tra coi. Rồi bẫy sụp rồi đó các bạn. Bẫy sụp rồi nên có dính không. Rồi dính 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 dính. Nè các bạn thấy không.
Wow, con này cũng bự nha. Đó. Mê chưa, mê chưa, mê chưa. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, thì cái này cái cuối cùng nha các bạn. Dính luôn. Rồi, rồi hết lòng các bạn ơi, mình đi về.